Bí mật khu vườn tháp lớn nhất Việt Nam trong ngôi chùa 300 năm. Khu vườn tháp chùa Bổ Đà nằm trên sườn núi Phượng Hoàng, Bổ Đà Sơn, thuộc địa phận thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích gần 8.000 m2, là nơi tàng lưu xá lị, cho cốt của các vị tăng, ni dòng Thiền Lâm Tế. Phần lớn các ngọn tháp trong vườn cao 3 đến 4 tầng, chiều cao tổng thể từ 3 đến 5 mét, những ngôi tháp sư tổ lớn hơn. Ngọn tháp của các sư tăng có dấu hiệu nhận biết trên đỉnh tháp là bình cam lộ. Phía sau là tháp của các sư ni, trên đỉnh tháp có hình bút sen. Vườn tháp chùa Bổ Đà có niên đại khoảng 300 năm, bắt đầu được xây dựng từ khi sư tổ có tên tục là Phạm Kim Hưng Viên Tịch. Các ngôi tháp mộ xếp hàng hàng, lớp lớp, theo quy định riêng và rất chặt chẽ của thiền môn. Quần thể chùa Bổ Đà là một tập hợp di tích gồm chùa cổ có tên Bổ Đà Sơn, chùa chính Tứ Ân, am Tam Đức. Ngoài ra trên núi Bổ Đà còn có đền thờ Thạch Tướng Quân. Chùa là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của dòng thiền phái Trúc Lâm, một trong những nơi còn giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ. Với hơn 100 ngôi tháp, vườn tháp chùa Bổ Đà đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là khu vườn tháp lớn nhất Việt Nam. Chùa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2016 và bộ kinh Phật khắc trên gỗ thì lưu giữ trong chùa được đánh giá là cổ nhất của dòng Thiền Lâm Tế.